con đi, đây để con ở nhá. Nhẹ đôi bẩn, khéo bẩn, mắt bằng kia, mắt bằng sáng. Anh lại vứt vỏ chuối như thế. Được. Bao con người ta vứt có làm sao đâu. Không được thế đâu. Ok. Từ từ em mà. Thôi thôi. Muộn rồi. Nha. Nào. Các em phải về học bài chứ. Em lắm rồi. Học xong cũng không cho. Nào, có chuyện gì mà tranh giành nhau thế hả? Chào anh. Em chào anh. Làm sao mà tranh giành nhau? Ăn đấy đi, công tôi bọn em dán ạ. Úi giời ơi, ai cũng sẽ được dán. Ai cũng sẽ được dán. Ai cũng sẽ được dán. Được chưa? Nào, tất cả đi dán vào những chỗ quy định. Đi. Sướng nhỉ, tán được cái thoa xinh nhất làng. Xinh thì có xinh, nhưng thoa tán anh ấy chứ. Em tán anh bao giờ? Chả em bận. Điếm thích. Anh có sao không? Sao biết? Không sao. Không sao. Em chào anh ạ. Anh cho em vứt rác. Đúng nơi quy định, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn. Sạch ngõ đẹp làng, con cháu khỏe mạnh, cả làng vui.